ba người đàn ông chết ngạt trong một hầm vàng. Ba người đàn ông chui vào hầm khai thác khoáng sản bỏ hoang để tìm kiếm phế liệu. Khi chui vào được khoảng 50 mét thì thiếu oxy, dẫn đến ngạt thở, tử vong. Ngày 28 tháng 4, tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông xảy ra vụ việc ba người bị tử vong trong một hầm vàng. Vụ việc đã được huyện ủy Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông báo cáo nhanh đến thường trực tỉnh ủy Đắk Nông. Nạn nhân gồm ông Tráng A Trống, sinh năm 1982, anh Sùng Sô Tế, sinh năm 1990, anh Lù A Thao, sinh năm 1992, đều trú tại thôn 12, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Nông. Nguyên nhân ban đầu được xác định ba nạn nhân chui vào hầm khai thác khoáng sản bỏ hoang tại tiểu khu 1660, lâm phần công ty lâm nghiệp Quảng Sơn để tìm kiếm phế liệu. Khi chui vào được khoảng 50 mét thì thiếu oxy, dẫn đến ngạt thở, tử vong. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước đó, VOV đã nhiều lần đưa tin về tình trạng khai thác vàng trái phép tại lâm phần công ty lâm nghiệp Quảng Sơn, địa phận xã Quảng Hòa, huyện Đắk Nông. Các đối tượng đào một số hầm sâu vào núi để khai thác vàng và tình trạng khai thác trái phép thường tái diễn qua các năm nhưng vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.